Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cool Motorcycle. Trong video ngày hôm nay, những chiếc xe độ ngầu và chất nhất, mời các bạn cùng xem. Đầu tiên, xin mời các bạn chiêm ngưỡng một chiếc Harley 2000 phân khối được đổ mới hoàn toàn. Phần khung xe và bình xăng khá là ấn tượng các bạn ạ. Màu sơn đen kết hợp màu mận chín khá là hài hòa, kiểu dáng bobber. Một chiếc Harley rất là đẹp các bạn ạ. Tiếp theo cũng là một chiếc Harley khác, cũng độ full các bạn nhé. Với điểm nhấn là hai bánh xe được độ lốp khá lớn, nhìn rất ấn tượng. Wow, phải nói là chiếc xe này thật sự là rất là ấn tượng với cặp lốp xe này các bạn ạ. Cặp bánh xe này rất tuyệt vời. Tiếp theo là một chiếc mô tô tự chế quá là chất các bạn ơi. Các bạn có thể thấy là hai bánh xe rất là lớn. Một chiếc xe mang phong cách tự do. Còn đây là một chiếc Harley với phong cách radical. Với điểm nhấn là hai chiếc bánh xe. Rất là ấn tượng. Hình xoắn ốc. Xe này đã giành được cái giải tại sự kiện Moto Châu Âu năm 2016 các bạn ạ. Tiếp theo là một chiếc xe chế với phong cách chiến binh. Xe được chế từ một chiếc Royal Enfield Classic 500. Xe này được chế tại Ấn Độ các bạn nhé. Còn đây là một chiếc mô tô tự lắp ráp, tự độ, mang phong cách của những chiếc mô tô tương lai, độ bởi GSK Motoco. Đây là một anh chàng chuyên tạo ra những chiếc xe khá là độc lạ. Tiếp theo là chiếc xe nào đây? Wow, một chiếc Chopper rất là siêu hot các bạn ạ. Một chiếc Chopper rất là lớn, được độ bởi hãng độ Chiza tại Nhật Bản. Một chiếc Softail độ siêu đẹp với lốp sau rất là lớn, 360mm. Bạn có thể thấy là chiếc xe tuyệt vời. Wow, một chiếc Berger đang khạc lửa các bạn ạ. Một chiếc Berger rất là mạnh mẽ, được độ bởi hãng độ Dirty Bird Concept. Tiếp theo là một chiếc Berger khác các bạn ạ. Một chiếc Berger hai máy Twin Engine, được nắp ráp và độ bởi Corinet, đến từ hãng độ nổi tiếng Allenet tại Mỹ. Hãng độ này thì cũng có rất nhiều chiếc xe mà mang dấu ấn riêng biệt của hãng, không lẫn với bất cứ chiếc xe nào khác. Tiếp theo thì cũng vẫn là hai chiếc Berger các bạn ạ. Hai chiếc Berger Street Glide, độ bánh 30 inch, lước sơn đen tuyền. Các bạn thấy hai chiếc xe màu đen tuyền các bạn nhé. Wow, nhìn khá là chất. Đến từ hãng độ F-Bomb Berger. Còn đây
Còn đây là một chiếc xe độ phong cách nhà binh các bạn ơi. Một chiếc xe chế từ chiếc Honda CB750 đời 1981. Wow, bạn có thể thấy là chiếc xe được độ nhìn rất là hầm hố với cặp lốp địa hình. Nước sơn xanh quân đội quen thuộc. Một chiếc xe khác cũng rất là ngầu các bạn ạ, một chiếc xe mô tô khác cũng rất là ngầu, có tên gọi là Redon Cruz, được độ bởi hãng độ Deathlike Custom với bánh trước 30 inch, lốp sau là độ lốp béo 300mm, kiểu dáng chopper yên thấp, nhìn khá là ngầu các bạn ạ. Lại là một chiếc mô tô với kiểu dáng chiến binh khác, đến từ hãng độ Motawa Fighter. Một chiếc xe khác cũng rất là đặc biệt đây các bạn ơi. Một chiếc xe tự chế tự độ đến từ hãng độ RK Concept. Cái hãng độ RK Concept này là chuyên sản xuất ra những chiếc xe độc nhất vô nhị với những cái hình thù nhìn rất ấn tượng các bạn ạ. Một chiếc Harley Dina độ lốp béo kiểu dáng bobber, mạ chrome sáng bóng. Đây là xe của một nghệ sĩ lên trông nó cũng giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy các bạn. Còn đây là chiếc Beat Red Bike với phong cách phong trần và bụi bặm. Chiếc xe này sắp sửa trình diễn một màn khạc lửa rất là táo bạo các bạn nhé. Wow, một cột lửa cao gần 2 mét các bạn ạ. Wow, quá là chất luôn. Một chiếc mô tô độ khác cũng đến từ hãng độ Chiza tại Nhật Bản. Một chiếc Harley Virus. Wow, chiếc xe này được độ một cái hình dáng rất là độc đáo các bạn ạ. Lốp sau là lốp béo các bạn nhé, được độ lốp béo 300mm. Các bạn có thể thấy là cái hình dáng xe rất là kỳ lạ. Lại là một chiếc Harley khác nữa các bạn ơi. Một chiếc Harley với động cơ Sovel Hatch, được độ lại hoàn toàn khá là ấn tượng các bạn ạ. Với các chi tiết được độ lại rất là sáng bóng, làm cho chiếc xe này khá là đẹp. Một chiếc Harley Virus khác trong video này, màu trắng mạ vàng. Wow, rất rất đẹp các bạn ạ. Đây là một chiếc xe của một đơn vị chuyên cho thuê xe chụp ảnh cưới. Lên chiếc xe được độ lại rất là kỳ công, một chiếc xe rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe cuối cùng trong video ngày hôm nay, một chiếc mô tô Berger tí hon các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đến thời điểm này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.